Thu cập nhật xe. Xin kính chào các anh chị trở lại với em Trường. Hôm nay đã là một ngày cuối tuần rồi, thời tiết thì rất là nóng đực. Em chúc gia đình mình có một ngày nghỉ cuối tuần là ngày mai thật là vui vẻ và nhiều niềm vui sau một tuần làm việc khá là mệt mỏi và stress, đúng không ạ? Thời tiết thì mấy hôm trước thì khá là mát nhưng bây giờ thì đã nóng rồi. Trong khuôn khổ video clip này thì em sẽ gửi tới cho anh chị một vài cái đầu xe trong cái tầm tiền đâu đấy là trên 700 triệu để anh chị có thời gian ngày nghỉ thì ghé qua bên em trải nghiệm xe, lái thử và lựa chọn cho mình một chiếc xe hợp lý nhất trong tầm tiền, trong nhu cầu và trong cái mục đích sử dụng nhé. Đầu tiên sẽ là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt, sản xuất và đăng ký 2021, xe một chủ sử dụng từ đầu và mới chỉ chạy có 3,1 vạn km thôi. Đây là cái form thì nó là cái form chuẩn bị giao thoa nhé. Và cá nhân em thì đánh giá cái form này là cái form đẹp nhất kể ở trên những dòng Hyundai Tucson. Lại form kia thì nói chung đấy là quan điểm của mỗi người thôi. Và phiên bản 2.0 đặc biệt là phiên bản đủ rồi anh chị nhé. Nó trang bị rất là nhiều các cái option hay ho, ví dụ như là cửa nóc toàn cảnh này, cốp điện này, sạc không dây, các chế độ lái, phanh tay điện tử, auto hold, cũng như là la răng thì la răng có la răng phay rồi anh chị nhé. Chiếc này thì chạy 3.1 vạn và nhà em đang bán với mức giá đấy là 785 triệu cho cái mức giá mà chưa bao gồm chi phí sang tên bấm biển. Chính sách trung thực giá bên em đấy là trung thực về giá này, nó không có giá chào, giá thu, giá mặc cả. Anh chị có thể tham khảo ở trên các cái nền tảng mạng xã hội cũng như là YouTube để là cân đối cái mức giá hợp lý nhất. Nếu mà cảm thấy hợp lý thì em mời anh chị đến tham khảo, chúng ta lựa chọn xe. Bởi vì là khi mà đưa ra một cái mức giá nó quá cao để chúng ta tham khảo cũng như là trao đổi mặc cả thì nó khá là mất thời gian. Vậy nên là bên em cũng đưa ra một mức giá hợp lý nhất rồi, gần như là thấp nhất thị trường, để mà anh chị có thể là đỡ mất thời gian chúng ta đến lựa chọn xe anh chị nhé. Ngoài ra về cái cơ sở pháp lý hay là cái cơ sở kỹ thuật thì nhà em cam kết rất là rõ ràng. Đấy là tất cả những cái đầu xe nhà em đều cam kết, đấy là trong cái thỏa thuận mua bán của hai bên. Rồi cơ sở kỹ thuật đấy là xe không tai nạn đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis này, động cơ số nguyên bản, không tháo cổ hệ tu, xe không gập bước, không được kích đấy. Và những cái điều mà em vừa chia sẻ về kỹ thuật đấy là anh chị có thể mời thợ đến này kiểm tra tại bên em luôn. Bên em cũng có cầu nâng hoặc là ra đại lý chính hãng để chúng ta kiểm tra, hoặc ra cái gara nào anh chị để kiểm tra nhé. Với những chiếc xe từ đời 2017 đến 2019 thì nhà em sẽ bảo hành động cơ số trong vòng 6 tháng hoặc 1 vạn km tùy điều kiện nào đến trước. Với những chiếc xe từ đời 2020 đổ lên, nhà em sẽ bảo hành động cơ số trong vòng 1 năm hoặc 20.000 km tùy cái điều kiện nào đến trước anh chị nhé. Rồi, miên man thì thôi, đến cái chiếc thứ hai đi. Một chiếc Kia Sorento phiên bản máy dầu cao cấp nhất anh chị nhé. Tất nhiên thì phiên bản này là có đầy đủ các option hay ho rồi, nhưng mà nó chỉ trang bị cái dẫn động một cầu thôi. Đấy là cầu trước anh chị nhé. Xe này thì một chủ và chạy 4.8 vạn. Và máy dầu của nó thì dung tích là 2.2 anh chị nhé. 2020 chúng ta sẽ có hai form. Thì đây là cái form mà form cuối cùng trước khi mà nó ra toàn bộ, đấy là form all new. Và chiếc xe này thì nhà em đang bán với mức giá đấy là chỉ đâu đó 770 triệu thôi anh chị nhé. 770 triệu là chưa bao gồm chi phí sang tên bấm biển. Chiếc thứ ba sẽ là một chiếc Toyota Fortuner phiên bản máy xăng số tự động một cầu, sản xuất và đăng ký 2018, xe một chủ sử dụng từ đầu và gốc thành phố. Vậy nên là anh chị lấy về Hà Nội chúng ta sẽ không mất 20 triệu tiền lệ phí cấp biển nữa. Xe thì chạy 8,6 vạn km này, chủ xe bảo dưỡng hãng thì cũng khá là đầy đủ. Những phiên bản này nhập khẩu thì nó rất là được lòng người Việt Nam, bởi vì là cái thị hiếu người Việt Nam thì rất là thích những chiếc xe nhập khẩu, đúng không ạ? Và chiếc xe này thì máy xăng thế nên là nó rất là êm này, rất bốc này và đỡ mùi. Nhưng mà cái nhiên liệu thì nó sẽ ăn nhỉnh hơn những chiếc xe ở các hãng khác một chút, bởi vì là dung tích xi lanh thì nó khá là lớn, nó là 2.7 cơ. Đấy, nên là nó phù hợp với cả nhu cầu chúng ta đi gia đình thôi. Và chiếc xe này thì nhà em đang bán đấy là 795 triệu anh chị nhá. 795 triệu. Đấy. Chiếc cuối cùng mà em muốn gửi tới quý anh chị đấy là một chiếc Honda CR-V phiên bản L. Con này thì sản xuất 2018 anh chị nhá, và đăng ký lần đầu 2019 này, nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc và xe chạy 6.2 vạn, một chủ từ đầu và chủ xe cũng bảo dưỡng hãng tương đối là đầy đủ. Chiếc xe này thì nhà em đang bán với mức giá đấy là chỉ 770 triệu thôi anh chị ạ. Đây là một chiếc xe nhập Thái này. Chúng ta sẽ có nhận biết thì khá là dễ dàng ở những chiếc xe nhập Thái hay là những chiếc xe lắp ráp thôi. Thì nếu mà phân biệt dễ nhất thì có lẽ là cái phần đầu xe chúng ta sẽ có cái mặt ca lăng nó khác một chút ở cái họa tiết, cũng như là cái phần vây cá ở đây này. Nếu phiên bản thì lắp ráp thì nó sẽ có cái vây cá hình chữ L này, còn đây thì nó chỉ là một cái hình móc câu thôi. Ngoài ra thì la răng nó cũng khác một chút anh chị nhé. La răng này thì la răng dạng như kiểu boomerang, có phay xước này. Còn la răng phiên bản lắp ráp thì chúng ta sẽ có cái la răng hình bình hoa, năm cái họa tiết như thế đấy ạ.
Vừa rồi là em có gửi tới cho anh chị 4 cái mẫu xe trong cái tầm tiền trên 700 triệu và dưới 800 triệu. Thế anh chị quan tâm chiếc xe nào vui lòng liên hệ với em, có số điện thoại là 0945 542 555 ạ. Em rất là hân hạnh nhận được phục vụ với anh chị và sẽ tư vấn quý anh chị nhiệt tình hết sức nhé, để làm sao anh chị có thể là mang xe về. Em chào anh chị, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe ạ.